Trân trọng mến chào quý vị đến với kênh YouTube Google Around TV. Kính thưa quý vị, bây giờ mình đã có mặt tại bờ nam của cầu Trường Tiền đây. Mình sẽ đi bộ quay cả cái quang cảnh Huế về ban ngày, vì vừa rồi nhiều cái video về ban đêm, quý vị bảo sao cứ quay ban đêm mãi không quay ban ngày. Sáng nay ngày thứ bảy được nghỉ nên chỉ mình đi quay cả cái tuyến phố như đã hứa với quý khán giả. Mời quý khán giả về tham quan. Đây là cái video thứ hai trong cái buổi sáng nay. Vừa rồi mình quay cái video về đường Hùng Vương, trên cái đoạn tuyến từ ngã sáu Ân Cửu về cái cầu Trường Tiền này. Đây là bờ nam. Bây giờ mình sẽ đi quay qua cầu Trường Tiền, đi về đường Trần Đạo và sẽ đi qua đường Phan Đăng Lưu luôn quý vị, để quý vị so sánh cái sự tấp nập cảnh buôn bán của thành phố Huế chúng ta trên các cái tuyến phố buôn bán như ngày xưa mà nổi tiếng, đó là Trần Đạo, Phan Đăng Lưu và Hùng Vương quý vị. Thì vừa rồi chúng ta thấy trên cái đường Hùng Vương thì cái quang cảnh mua sắm bây giờ nó không tấp nập giống như hồi xưa đúng không? Đây là sông Hương quý vị này, đây. Phía này là phía về Cồn Hến quý vị. Nhìn về Cồn Hến, nhìn về phía kia thì sông Hương quý vị thấy chia thành hai nhánh đúng không? Và cái nhánh thứ ba nữa đó là cái nhánh rẽ qua bên phải, bên đập đá, đó là thành cái sông Như Ý. Mình đang đi bộ trên cầu Trường Tiền này quý vị. Một cái công trình khá lâu đời do kỹ sư người Pháp Eiffel cũng như là công ty Eiffel xây dựng đấy. Ở Huế như vậy là có hai cái cầu, cầu mới và cầu Trường Tiền, đều do một công ty đó là Eiffel xây dựng cả. Quý vị thấy ở đây có những cái con thuyền đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước trên dòng sông Hương. Và cái chiều ta có lẽ là cái điểm đến của các con thuyền này, bên đoạn có lẽ là một là chùa Thiên Mụ hay là Linh Mụ, hai là điện Hồng Chén, và có thể là Lăng Minh Mạng quý vị. Chúng ta thấy cái thuyền đôi đang đưa khách có đi đến sông. Đây sau này cũng còn một cái thuyền nữa. Vì thế cảnh thuyền lượt lượt nhẹ nhẹ, nó gọi êm đềm á, rất là thanh bình, cảm giác rất là êm đềm thanh bình. Chúng ta lại đi tiếp quý vị nhé. Cười đi em. Giờ em gái kia thì mà em cười ra chiều. Quý vị có thể nói là mình như thế này thế kia, nhưng mà quý vị thấy cảnh đẹp nhưng mà phải nhờ con người nè, trong đó con người là nhân tố chính. Cho dù có đẹp mấy mà không có con người
đặc biệt là nụ cười có người trong đó thì cái cảnh nó mất đi cái phần hồn. Đi đến cái chỗ này quý vị thấy bên gặp cái cảnh một người gần một cái hàng rong trái cây đi qua cầu Trần Thiện, cái cảnh rất là Việt Nam. Có cái nón nữa quý vị. Bên gần cặp cái bờ bắc của cầu Trần Thiện đây quý vị. Để chúng ta view cái cảnh xung quanh đây tí quý vị. Nhà cái bờ sông Hương quý vị thấy buổi sáng hai cái bên cái bờ cỏ rất là xanh quý vị thấy chưa? Đẹp á. À quý vị thấy đằng kia có người đang câu cá rồi, thư giãn. Rồi chúng ta video lên xem. Không biết hai bạc kia câu cá gì. Thưa quý vị thấy bên trong là cái đường phía sau cái siêu thị Cóp Mắc. Mà hôm trước bên có quay video ban đêm có cái quán nhậu Bình ở cái chỗ này quý vị. Rồi như vậy đâu kia là cái bờ bắc của cầu Trần Thiện, nơi giao nhau với đường Trấn Đạo. Bây giờ bên mời quý vị chúng ta đi xuống cái đường Trương Dương này một đoạn để ngắm cái quang cảnh tí quý vị nhé, chỗ bà con buôn bán ấy. Đây có cái đường đi xuống cái lối nhỏ đi bộ quý vị. Có nhiều khán giả rất là rõ, nhiều cái bình thị cái tuyến đường. Nhắc bên cái đường này là đường Trương Dương phía sau cái chợ Đông Ba, siêu thị Cấp Mắc. Ở đây có cái cảnh buôn bán nhỏ, chủ yếu là buôn hoa để mà thắp cũng trưng trên bàn thờ quý vị. Rồi chúng ta đi bộ tiếp cái chỗ này quý vị ha. Hôm trước bên có đi qua cái chỗ này rồi quý vị thấy cái góc này ban đêm điện sáng rực rỡ hôm trước. Cái video ban đêm. Bây giờ chúng ta đi vào ban ngày chúng ta ngắm cho nó rõ ràng chi tiết. Cái chỗ mà bán nước, bán cháo vịt cháo gà chỗ này quý vị này. Giờ ban ngày chắc người ta không bán. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp quý vị. Ở đây có hai cái anh chuyên nghề chìa khóa quý vị này, chìa khóa ổ khóa. Làm chìa khóa sửa ổ khóa. Đây siêu thị Cóp Mắc quý vị. Chúng ta đứng bên này đường nhìn qua bên kia đường thì quý vị nhé. Quý vị thấy có một cái tiệm bánh nổi tiếng nó phía sau cái cây này. Cái thương hiệu này nổi tiếng Huế và nhiều quý vị còn nhớ đó là cái hiệu bánh Bảo Thành. Trong kênh YouTube Google Roger V của bên nhớ là có người thân tức là Bảo Thành là người thân của khán giả
của kênh YouTube Google Road TV của mình. Các bạn như là bạn ABC, BCB hay là bạn Phạm Hoàng như vậy mình nhớ không rõ lắm. Mong quý vị thứ lỗi. Bộ nhớ bên không được tốt quý vị. Hồi xưa con nhỏ có vấn đề về bộ nhớ sao. Ở đây là cái góc mà quý vị hôm trước và cũng nhiều lần thấy rồi đúng không? Đó chính là cái bến xe Đông Ba. Bạc này bạc làm cái nghề bơm xe quý vị. Xe này là xe vận chuyển hàng hóa đi trong chợ đây. Rồi chúng ta nhìn qua lại bên kia thì quý vị nhé. Quý vị thấy cái cảnh quan buôn bán của Huế trên cả cái tuyến đường hồi xưa là có thể gọi là tuyến đường thương mại đấy. Nó không còn tấp nập giống như hồi xưa quý vị thấy chứ. Bây giờ hình thức mua bán thì nó nhiều. Và bên nghĩ càng ngày nó càng điện tử hóa cái việc mua bán. Như bình đây, nhiều lúc ngồi ở nhà nhưng mà chỉ cần lên mạng thôi. Kích chuột thì có thể là mua cả cái hàng từ Lazada hoặc thậm chí một số cái trang web bán hàng nước ngoài như là eBay, Amazon đúng không? Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin thì quý vị thấy cái khoảng cách địa lý ngày càng nhỏ dần. Ngay trước mặt bên phía cái cổng bến xe Đông Ba có cái quán tức là cái máy bán nước tự động đó quý vị. Bỏ tiền vào thì nó trôi nước ra. Không biết quý vị thích uống nước gì để bên lấy luôn này. Đây cái bến xe Đông Ba đây quý vị này. Nó không nhiều khách lắm đúng không? Không nhiều xe lắm. Và cái bến xe này theo bên nghĩ thì chủ yếu là đổ xe du lịch đúng không? Tham quan chợ Đông Ba. Và cũng có thể là đi vào qua tham quan Đại Nội luôn. Đây cái gánh hàng trái cây thứ hai mà quý vị thấy này. Quý vị thấy đây là phía trước cánh trái của chợ Đông Ba quý vị. Bà con cùng gửi xe bên ngoài luôn quý vị này. Chúng ta lại nhìn đường Trấn Đào phía đối diện tí quý vị này. Nội thất đại sơn bên nhờ trước đây hay mua bàn ghế tủ kề rồi có thứ là về cái chỗ này cái vị đại sơn ấy. Đồ gỗ rồi chúng ta đi vào tiếp đi qua trước mặt chợ Đông Ba. Quý vị thấy cái quang cảnh qua cái máy quay điện thoại của bên có rõ ạ. Mình quay bằng điện thoại đấy quý vị. Con này là Samsung S8 Plus. Vừa mới
đổi để quay cả cái hình ảnh cho được nét hết. Hầu đăng lên quý vị nhìn có thể rõ hơn. S8 Plus là cái đời khá cao rồi quý vị. Bây giờ chỉ thua S9 thôi. S9 thì mới cứng, mới ra. Chúng ta đang tiến về phía cầu Gia Hội rồi quý vị. Quý vị thấy có cái gắn này này, ngon chưa? Như vậy thì thời điểm này mình đang đến cái chỗ trước chợ Đông Ba, gần cái cầu Gia Hội đó quý vị. Một cái điểm mà quý vị thấy xuất hiện khá nhiều trong cả cái video đăng lên YouTube của mình. Và đến đây có lẽ là xin phép quý vị mình xin dừng video và chuyển sang cái video khác. Là cái video đi dạo trên đường Phan Đăng Lưu để quý vị về thăm lại cái phố Phan Đăng Lưu ngày nay như thế nào. Cảm ơn quý vị theo dõi video và hy vọng quý vị không quên tương tác, động viên tinh thần cho bên quý vị nhé. Xin trân trọng.